Đi vào trong em mới nhìn nó đã. Hả? Đã đi. Mặt mày là mặt mèo. Đã đi. Trời ơi. Nè nè. Trời ơi. Ăn kia chị đó. Rút bàn tay lại. Thôi xin tìm bàn đi. Hai thằng rút đi. Nào dần nhiều hơn. Ok. Ok. Nó đánh ra kìa. Cá kìa. Trời ơi, bỗng không tới. Bỗng quá. Nói ra con không ơi. Chết. Bỗng không qua cái hộp hư. Qua hộp hư rồi không tới. Ê, đi ra chưa qua. Không, không, không. Chưa nhẹ luôn nè, luôn luôn. Bỗng không qua hộp hư này. Nè, khán giả. Banh đến trong nhà. Tôi không sợ lắm. À, rồi đứng đó đi. Đồ béo hả? Cái quần này dơ quá hả? Kìa, có chân bàn. Wow. Chưa. Chưa đi. Cái thằng lùn. Ủa
Ghê quá vậy, ai la lớn quá vậy? Có sợ anh Bi hả? Có sợ anh Bi không? Quay chị chung hả? Xây 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 Chưa. Chưa. Anh tới mà em nói chưa.
Đây là. Bò. Con nước.